Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng ngày 24 tháng 6, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 77 trên 86 phiếu bầu, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn cầu thị lắng nghe để kiểm chứng sự phù hợp của chính sách và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền thành phố nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ông cũng cam kết sẽ rèn luyện đạo đức, năng lực, không quan liêu tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, lấy lợi ích của đảng, nhà nước, nhân dân lên làm cơ sở cho mọi hành động của mình. Đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Trong đó tập trung 6 vấn đề lớn gồm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, xử lý tiếng ồn, ùn tắc, ngập nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Thành Phong cũng cam kết thường xuyên đi cơ sở, hết lòng phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.